Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý khán giả. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu trong ngày 17 tháng 4. Thì chúng ta tiếp tục nói về câu chuyện của Thiền Am và những điều cần biết. Thì Hiếu cũng xin gửi đến tất cả vị khán giả trong cái video clip này. Cũng có một cái câu hỏi mà cái vị khán giả này luôn luôn đặt ra trên những cái video trước của Hiếu mà Hiếu chưa có trả lời, có liên quan đến cái chuyện loạn luân, có liên quan đến cái hầm cá trê, có những cái bí ẩn ở dưới cái hầm đó. Thưa quý vị khán giả, thì trước khi vào nội dung thông tin chi tiết trả lời cho cái câu hỏi này, thì Hiếu cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Trên kênh lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Thì hỏi Hiếu nghĩ sao về cái chuyện loạn luân hay là cái hầm nuôi cá trê của Thiền Am bên bờ vũ trụ á, thì Hiếu khẳng định luôn, đó toàn là những cái thông tin bịa đặt vu khống để mà hạ nhục danh dự nhân phẩm của đại gia đình Thiền Am thôi, bởi những thành phần ganh ăn tức ở. Chứ bên phía cơ quan chức năng họ cũng chưa có một cái kết luận nào cho rằng là Thiền Am bên bờ vũ trụ có cái hành vi loạn luân, hay là Thiền Am bên bờ vũ trụ có cái hành vi là nuôi cá trê bằng xác người ở đây hết, thưa vị. Nhưng ở đâu đó vẫn còn rất là nhiều thành phần luôn luôn nghĩ xấu cho đại gia đình Thiền Am có những cái hành vi đó, thì thật sự không hiểu nổi. Và cái vị khán giả này chắc có lẽ là ở bên phe đối lập, thưa vị. Hiếu không có nghĩ gì hết mà khẳng định luôn, tất cả đó đều là những cái thông tin, những cái sự chia sẻ bịa đặt để mà gán ghép cáo buộc cho Thiền Am bên bờ vũ trụ về những cái hành vi đó mà thôi. Ở đây thì Hiếu chỉ tin vào cái kết luận cuối cùng của bên phía cơ quan chức năng thôi. Trừ khi nào mà họ khởi tố Thiền Am về những cái tội danh này thì Hiếu mới tin là Thiền Am bên bờ vũ trụ có tội danh đó. Còn không thì Hiếu không bao giờ tin, thưa vị khán giả. Chúng ta không có được quyền mà suy diễn để mà hãm hại người khác như vậy, thì đó là một cái điều không có tốt. Không thể nào mà nhìn mặt bắt hình vong được, đúng không quý vị khán giả? Không thể nào mà suy bụng ta ra bụng người được. Cái gì cũng vậy, phải có đầy đủ cơ sở, chứng cứ, chứng minh thì chúng ta mới nói. Còn nếu không thì chúng ta không suy diễn, không bịa đặt, không vu khống để rồi hãm hại gia đình của người ta thì nó không có tốt cho lắm. Mà những cái câu chuyện bịa đặt, vu khống, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người Thiền Am, như là cái hành vi loạn luân và cái hành vi nuôi cá trê bằng xác người á, thì người khởi xướng đầu tiên không ai khác chính là hiệp sĩ đường phố Nguyễn Sinh, thưa vị. Nguyễn Sinh là cái nhân vật đầu tiên khởi xướng đi tìm hiểu về cái hầm cá trê của Thiền Am bên bờ vũ trụ, tức là Tịnh Thất Bồng Lai trước đây đó, thưa vị. Đó thì anh ta cũng chia sẻ với báo chí như thế này: tôi đã từng vào đây và phát hiện ra có một hồ cá trê rất lớn, trên bờ hồ còn có một cái máy xay thức ăn cho cá. Khẳng định mình là người không yếu bóng vía và không tin vào tâm linh, nhưng khi đứng trên bờ anh luôn có cảm giác lạnh ghê người. Đêm hôm đó Nguyễn Sinh không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là nghe tiếng trẻ con khóc và mơ thấy những bộ xương. Anh chia sẻ đã thu thập bằng chứng và biết cách đây vào những năm 90, có rất nhiều trẻ mồ côi được ông Lê Tùng Vân nhận nuôi, nhưng sau đó đều mất tích không dấu vết, không ai biết ở đâu, sống chết thế nào. Thì đây là cái luận điệu suy diễn để mà ma mị dẫn dắt dư luận ghét Thiền Am, thưa quý vị khán giả. Ở đây á, anh ta nói á, khi mà anh ta đến đây á, thu thập bằng chứng chứng cứ, anh ta đứng trên bờ hồ đó thì anh ta có cảm giác lạnh ghê người á, anh ta tin vào tâm linh ở đây. Khi mà về á thì ban đêm anh ta ngủ, anh ta còn nghe là tiếng trẻ con khóc nè, rồi mơ thấy những cái bộ xương ở dưới cái hồ nữa, thưa vị khán giả. Thật sự đây là một cái lời phải nói là vu khống bịa đặt rất là trắng trợn luôn. Nhưng mà không hiểu tại sao thì bên phía cơ quan chức năng không vào điều tra xem xét coi là cái anh này chia sẻ như vậy có đúng hay không, nhưng mà nó tràn lan ở trên mạng xã hội để cho những người, người ta hiếu kỳ, người ta ngộ nhận, người ta có những cái suy nghĩ tiêu cực về đại gia đình Thiền Am á, thì chúng ta cũng biết rồi, luôn luôn họ lên vu khống, xúc phạm, chửi bới, làm nhục đến thầy ông nội, bởi vì đây là một cái nhân vật mà dẫn dắt dư luận đưa ra những cái sự việc nó không có thật. Thì những ai mà người ta chưa từng theo dõi câu chuyện này, người ta nghe, người ta tưởng đâu là cái anh này nói như là đúng
đúng rồi đó, thưa quý vị. Đó thì làm cho những người mà người ta không hiểu chuyện, không có tính chất mà khách quan tìm hiểu cho rõ đó, thì người ta lúc nào cũng nghĩ Thiền Am là một cái nơi xấu xa, là một cái nơi lừa đảo, một cái nơi mà lợi dụng cái lòng tin của mọi người như thế này thế nọ, nó vân vân các kiểu. Rồi người ta chửi bới xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của thầy ông nội rất là dữ dội, cũng tội nghiệp cho thầy ông nội và tội nghiệp cho những đứa bé ở Thiền Am mình bổ trụ, thưa vị khán giả. Đó, bởi vì cái cuộc sống người ta đang yên đang lành, tự nhiên cái có cái ông hiệp sĩ đường phố Nguyễn Sinh nhảy vào cái làm mọi cái chuyện nó gói tung lên hết, mà cho đến thời điểm hiện tại cụ thể thì vị khán giả thấy đó, chưa có một cái kết luận nào cho rằng là Thiền Am bên bộ vũ trụ có những cái hành vi mà nó ác ôn như là cái ông Nguyễn Sinh này nói hết. Nuôi cá người ta là xay thịt cho cá ăn, là nhiều cái loại thịt, chẳng hạn như là ra chợ mua thịt này thịt kia, thịt dụng đó, hoặc là thịt cá dụng, rồi tôm tép dụng, những con cá nhỏ lòng tông vân, ta xay ra ta cho cá chê ăn đó để mà bán lấy tiền. Thầy ông nội tích lũy nuôi những cái hoàn cảnh khó khăn, trong cái thời điểm đó thầy nuôi rất là nhiều trẻ mồ côi, thưa vị khán giả. Có người thành đạt thì cũng có người đi chỗ này chỗ kia, thì cái thời điểm đó cần phải làm rất là nhiều ngành nghề, chẳng hạn như là làm nhang bán nè, rồi nuôi cá nè, vân vân. Nó cần phải có cái kinh tế vững chắc thì mới là bảo bọc nuôi dạy trẻ mồ côi đó, có những cái hoàn cảnh khó khăn, thưa vị khán giả. Bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng là thầy ông nội là một cái người rất là tuyệt vời, rất có tâm có đức, thưa vị. Ở đây thì Hiếu chỉ mong rằng là đừng có nhìn mặt mà bắt hình vong, hay là nghe bóng nghe gió gì đó rồi nghĩ xấu người ta là như thế này như thế kia, thì nó không có tốt cho lắm. Muốn tìm hiểu như thế nào để biết được Thiền Am bên bộ trụ họ tốt ra sao thì chúng ta phải theo dõi họ từ cái cách mà họ sống, họ tu tập thì chúng ta mới biết được, chứ chúng ta không nên nghe. Đó, nghe thì chúng ta phải nghe cho nó rõ ràng ba bên bốn phía, chứ đừng có nghe theo cái lời của anh hiệp sĩ đường phố này, coi như là hư bột hư đường hết, đúng không quý vị khán giả? Và ở đây có một bài phóng sự người ta cũng nói rất là rõ, cái gì cũng vậy phải chờ kết luận từ bên phía cơ quan chức năng điều tra, chứ còn những cái tin đó là những cái tin đồn thổi mơ hồ mà thôi, thưa vị khán giả. Và những cái hình ảnh mà hồ cá trê đó toàn là những cái hình ảnh cắt ghép thôi, chứ thật sự là nó không phải là của Tịnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am bên bộ vũ trụ gì hết á. Đó, thì họ cũng nói rất là rõ. Thì Hiếu cũng cho vị khán giả nghe cái bài phóng sự này để chúng ta hiểu thêm về Thiền Am bên bộ vũ trụ như thế nào nhé. Thì cái sự việc này á, thì ở trong cái đoạn phóng sự này họ cũng có nhắc đến bà Tuyết. Bà Tuyết với Nguyễn Sinh là hai nhân vật khởi đầu cho cái câu chuyện là vu khống bị đặt cho đại gia đình Thiền Am về cái hồ cá trê, rồi về cái câu chuyện loạn luân quan hệ huyết thống vân vân. Đó là hai cái nhân vật này khởi xướng nhất, thì cũng mong là bên phía cơ quan chức năng vào cuộc xem xét và điều tra là hai cái nhân vật này lên trên không gian mạng nói như vậy là có đúng hay không, không thì phải xử lý theo quy định của pháp luật, đúng không quý vị khán giả? Đó thì Hiếu chỉ khẳng định một điều rằng là Hiếu không có suy nghĩ gì hết, Hiếu vẫn tin tưởng Thiền Am 100% tuyệt đối. Thiền Am không có những cái hành vi xấu xa như là họ nói. Để cho vị khán giả hiểu rõ hơn về cái câu chuyện hầm cá trê, hồ cá trê như thế nào á, thì Hiếu mời vị khán giả cùng đến với cái bài phóng sự sau đây nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe cái video clip này Hiếu chia sẻ. Xôn xao hình ảnh ao cá trê trong Tịnh Thất Bồng Lai dưới đáy lưu giữ bí mật chưa lời giải. Những thông tin về ao cá trê trong Tịnh Thất Bồng Lai khiến dân tình không ngừng bàn tán. Ao cá trê bí ẩn trong Tịnh Thất Bồng Lai. Thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án và các bị can trong Tịnh Thất Bồng Lai, còn gọi Thiền Am bên bờ vũ trụ, những ngày qua đã khiến vụ việc nóng trở lại. Cách đây vài năm, có thông tin rò rỉ trên mạng xã hội cho rằng bên trong Tịnh Thất bí ẩn này có một ao cá trê cực lớn. Người ta cũng thêu dệt nhiều thông tin sởn gai ốc xung quanh ao cá trê này, đặc biệt là có nhân chứng quả quyết nhìn thấy ao với hàng nghìn con cá trê lúc nhúc đòi ăn trên bờ ao, còn đặt một máy xay thức ăn, xay thịt cho cá. Những bí ẩn trong ao cá càng kích thích sự tò mò khi cơ quan điều tra đến tận nơi làm việc, lập vòng vây, chặn người lạ ra vào và lấy lời khai của những người liên quan xuyên đêm. Một hình ảnh được cho là chụp từ ao cá trê của Tịnh Thất Bồng Lai được đăng tải, cùng với những lời kể rùng rợn khiến dân tình sốt sình sịch. Hình ảnh được cho là ao cá trê trong Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, chỉ bằng một thủ thuật tra cứu đơn giản, có thể thấy không có cơ sở nào để khẳng định hình ảnh này chụp từ Tịnh Thất Bồng Lai.
Trong phóng sự của VTV cách đây hơn một năm, lời của một nhân chứng hé lộ về bí ẩn liên quan đến ông Lê Tùng Vân cũng được đào lại. Bà Lê Thị Tuyết, người từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại trại dưỡng lão và cô nhi Thành Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006 cho biết, bà đã tố cáo ông Lê Tùng Vân. Bà cho rằng người này có tội hiếp dâm trẻ và hành hung trẻ cô nhi. Bà cũng thẳng thừng gọi tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư sãi giả mạo, lưu manh, dâm dục, lừa đảo. Trong cuộc trò chuyện khác, bà cũng nói về việc các trẻ em tại đây, trại dưỡng lão và cô nhi Thành Đức phải lao động ở hồ cá, cho cá ăn. Đồ đệ ông Lê Tùng Vân nói gì về hồ cá chê? Lê Thanh Huyền Trân, một trong những đồ đệ của ông Lê Tùng Vân cũng từng nói đến hồ nuôi cá của sư phụ mình khi tham gia chương trình The Voice Kids. Huyền Trân và bà Cao Thị Cúc khẳng định Huyền Trân là trẻ mồ côi, ngoài giờ đi học thì giúp cô Cúc cho cá ăn. Nhị Nguyên, một trong những đồ đệ thân cận khác của thầy ông nội cũng từng khoe về hồ cá chê này. Thanh niên này ca ngợi công đức vô lượng mà Lê Tùng Vân đã cứu giúp cho đời khi làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống nuôi trẻ mồ côi, trong đó có nghề làm nhang và nuôi ao cá chê. Có người hỏi sư phụ rằng thầy tu mà thầy nuôi cá như vậy là thầy sát sanh rồi, như vậy thầy gây quả nghiệp thì sao? Sư phụ mới trả lời rằng trên đời này có những chuyện cần phải hy sinh, những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần 80 người được sinh sống, đó là bắt buộc. Sư phụ còn nói giỡn là thầy giết những con cá này thì thầy mang tội, nhưng tội nhỏ xíu à, mà bù lại gần 80 mạng người được thầy cứu sống thì cái phước lớn cỡ nào, như vậy là thầy cũng có lời, rồi con yên tâm, Nhị Nguyên viết. Nhị Nguyên bên bàn làm nhang cũ được giữ lại làm kỷ niệm. Trong một clip chia sẻ chuyện đập nhà xây lại khi dọn dẹp máy làm nhang, Nhất Nguyên, đại đồ đệ của ông Lê Tùng Vân cũng đề cập đến việc chăn nuôi thủy sản. Việc có máy xay thịt, xay thức ăn đặt trên bờ ao để sản xuất thức ăn cho cá cũng được người này xác nhận là có thật. Nhưng loại thịt, thức ăn gì được dùng để nuôi cá thì không được tiết lộ. Ông Lê Tùng Vân có một khu đất nông trường thuê lại, làm 7 hồ nuôi cá, ba bà, cá rô, cá lóc, cá chê, 15-20 năm trời. Hàng ngày mọi người cũng phải phụ nuôi cá ăn, vệ sinh hồ. Đợt đó thu hoạch mỗi lần phải tầm trên dưới 20 tấn cá. Mãi tới thời điểm thi thách thức danh hài mới ngừng làm. Hồi đó cũng gian lao dữ lắm để giữ được nồi cơm của mấy chục người trong thiền am, Nhất Nguyên thổ lộ. Như vậy, tin đồn về ao cá trong Tịnh Thất Bồng Lai chỉ đúng một phần. Nhiều bí ẩn khác còn chưa được giải mã. Có lẽ dân mạng nên chờ cơ quan chức năng điều tra và công khai thông tin thay vì đồn đoán mông lung. Quý vị khán giả cũng vừa nghe một đoạn phóng sự mà mới đây họ cũng nói về cái sự trở lại với những cái đồn đoán về cái hồ cá trê ở Thiền Am Minh Bảo Trụ. Ở đây thì đoạn phóng sự họ cũng nói đó là những cái thông tin đồn đoán mông lung thôi. Và những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh cắt ghép về hồ nuôi cá trê thôi thưa quý vị. Chứ nó thật sự không có thật ở đây. Đó, thì ngoài cái việc mà nuôi cá trê của Thiền Am Bảo Trụ hay là Tịnh Thất Bồng Lai trước đây á, thì các thầy cô còn làm thêm cái nghề nữa, đó là cái nghề làm nhang để mà có thêm thu nhập nuôi 80 mảnh đời trẻ mồ côi bất hạnh thưa vị. Đó, những trẻ em cơ nhỡ thầy ông nội đã dang rộng vòng tay của mình để mà nuôi những cái mảnh đời này, thì chúng ta thấy rằng cái công đức của thầy ông nội lớn như thế nào, đúng không quý vị khán giả? Nhưng mà có những thành phần tổ chức cá nhân ganh ăn tức ở á, thì lúc nào cũng bơi móc bôi xới những cái sự việc mà nó không có thật rồi lên chia sẻ giống như là đúng rồi, cầm đèn chạy trước ô tô ma mị dẫn dắt dư luận để mà câu like câu view, rồi hạ nhục danh dự nhân phẩm của đại gia đình Thiền Am Minh Bảo Trụ nói chung, thầy ông nội nói riêng. Thì thật sự những cái thành phần này cần phải được lên án thưa quý vị khán giả, bởi vì cái tâm của họ quá ác đi, họ tham sân si, họ ganh ăn tức ở với những trẻ con, những mảnh đời bất hạnh ở Thiền Am Bảo Trụ, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chấp nhận được, đúng không quý vị khán giả? Thì cái nội dung video clip hôm nay Hiếu muốn chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được biết về cái những việc, những cái tin đồn mà nó không có thật, gây thất thiệt đến danh dự nhân phẩm của đại gia đình Thiền Am, thì cũng đã được phóng sự trả lời rất là rõ ràng. Đó là những cái tin đồn mông lung, cái gì cũng vậy, chúng ta phải chờ đợi cái kết luận từ bên phía cơ quan chức năng. Nếu mà họ có những cái hành vi đó thì bên phía cơ quan chức năng người ta đã xử lý và có thể là khởi tố Thiền Am rồi thưa quý vị, chứ không phải là họ bị bắt về cái tội danh 331 đâu.
Đó thì chúng ta cũng thấy rằng là Thiền Am Vũ Trụ cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cái tội danh đó như là những lời đồn thổi, đúng không quý vị khán giả? Đó thì chúng ta tin tuyệt đối Thiền Am Vũ Trụ là một cái nơi tu hành chân chính, là một cái nơi nuôi trẻ mồ côi rất là tốt, rất là tuyệt vời, đúng không quý vị khán giả? Thì theo vị khán giả nhận định như thế nào, quý vị cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét cho cái nội dung thông tin ngày hôm nay nhé. Đồng thời bấm một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của Hiếu phát triển hơn nữa à. Chúng ta sẽ đồng lòng cùng có tiếng nói chung để mà chúng ta đi tìm lại công bằng lẽ phải cho Thiền Am và chúng ta tiếp tục yêu thương và ủng hộ họ cho đến khi các thầy mãn hạn tù trở về sum họp với gia đình nha thưa vị khán giả. Video khá dài cho Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Một lần nữa Hiếu mến chúc tất cả quý vị trên kênh lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.